Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Đức có thể rút tổ hợp phòng thủ Berlin để chuyển cho Ukraine Ông Trùm lính đánh thuê Wagner lọt vào tầm ngắm của Mỹ Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại pháo đài Bakhmut. Ukraine tuyên bố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chuẩn bị phản công lớn video đoàn xe bọc thép của Nga bị lính dụ Ukraine phục kích tiêu diệt bằng tên lửa Savelin. Pháo bông cực mạnh ở phía nam Crimea, Ukraine tổng tấn công UAV vào vùng đất cấm của Putin. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Thì nghĩ mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Đức có thể rút tổ hợp phòng thủ Berlin để chuyển cho Ukraine. Kính thưa quý vị, Giám đốc tập đoàn Dremantle nói Đức sẽ chuyển cho Ukraine hai hệ thống Skynet muốn được đặt mua để bảo vệ khu vực Berlin. Armin Papager, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng của Đức Dremantle vào ngày 28 tháng 2 cho biết chính phủ của Đức đã đặt mua hai hệ thống phòng không tầm ngắn Skynet với giá 212 triệu USD để bảo vệ vùng trời thủ đô Berlin. Nhà quyết định sẽ chuyển chúng cho quân đội của Ukraine trong vòng một năm tới ông Papacher cảnh báo động thái này có thể khiến berlin mất đi một lớp phòng thủ nhất là khi cần tối thiểu bốn tổ hợp skynet để tạo lưới phòng không thành phố ông cho hay những hệ thống đó đáng lẽ sẽ được dùng để bảo vệ thủ đô giới chức đức và ukraine chưa bình luận về thông tin skynet là hệ thống phòng không tầm ngắn cho tập đoàn grandmentor phát triển và chế tạo ứng dụng thiết kế đun cho phép tích hợp nhiều hệ thống cảm biến và vũ khí khác nhau Tổ hợp cơ bản của Skynet gồm hệ thống quản lý tác chiến Skymaster, radar cảnh giới tầm trung Astar 3D và 4 bệ pháo tự động. Phiên bản Skynet chuyển giao cho Ukraine dường như được đặt trên khung gầm xe tải, sử dụng pháo tự động Oricon MK3 cỡ nòng 35 ly với tốc độ bắn khoảng 1.000 phát một phút. Pháo có tầm bắn tối đa 3,5 km với vật thể bay và khoảng 5 km với khí tài mặt đất trang bị đạn có thể lập trình để tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau. Skynet có thể đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình, phi cơ không người lái và đạn pháo, phù hợp nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm trọng yếu như cơ sở hạ tầng, quân sự, cảng biển và nhà máy hạt nhân. Thủ tướng Đức Olaf Scholz năm ngoái tuyên bố sẽ hồi sinh lực lượng vũ trang, thông báo về những thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng và xây dựng quỹ đặc biệt trị giá hơn 100 tỷ USD để hỗ trợ cho nỗ lực này tuy nhiên bộ trưởng quốc phòng boris bistarios và từ trước thừa nhận quân đội của đức đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với một năm trước bất chấp những cam kết đầu tư của giới chức các đợt chuyển giao vũ khí đến ukraine cũng khiến cho nguồn cung cho quân đội của đức sụt giảm quân đội của đức cũng chưa mua sắm được những vũ khí mà họ muốn có từ trước chiến sự nga ukraine Ông Trùm lính đánh thuê qua Đờ, lọt vào tầm ngắm của Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố coi Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập nhà thù quân sự của Nga Quiner, đang tham chiến ở Ukraine là tội phạm chiến tranh. Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào ngày 1 tháng 3, Bộ trưởng Garland cho biết, Theo quan điểm của tôi, ông Yevgeny Prigozhin, người điều hành tập đoàn Quiner, là tội phạm chiến tranh có thể không phù hợp khi kết luận trước khi có đủ bằng chứng. Thế nhưng tôi nghĩ lúc này chúng ta đã có quá đủ bằng chứng để thấy như vậy. Theo ông Galen, nhà thầu quân sự Wagner chịu trách nhiệm cho các đợt tấn công ở vùng Donbas thuộc miền đông Ukraine. Trước đó, Tổng công tố Ukraine Angry Korsin tuyên bố, Kiev cũng đang điều tra ông Bredosin liên quan các tội ác chiến tranh. Hiện Wagner chưa bình luận về thông tin nêu trên. Tại việc Prigozhin được coi là một trong những doanh nhân thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, nhiều lần tuyên bố công khai rằng ông trung thành với lãnh đạo Nga. Ông cũng là một trong những người đã bị cáo buộc đứng sau các nỗ lực của Nga nhằm can thiệp bầu cử ở Mỹ. Ông Prigozhin thành lập nhà thầu quân sự Gartner năm 2014. Tính đến tháng 4 năm 2022, có khoảng 8.000 nhân sự. Theo đài RT, Wagner chủ yếu hoạt động với tư cách là nhà thầu bảo mật ở châu Phi và Trung Đông. Tình báo phương Tây coi các thành viên Wagner là lính đánh thuê Nga và cho rằng họ đã triển khai hàng chục ngàn tay súng đến Ukraine. AT cho biết Wagner chịu lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2017. Tập đoàn này được Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định là thực thể cần quan tâm đặc biệt vào đầu tháng 12 năm 2022 vì cáo buộc đe dọa tự do tôn giáo ở châu Phi. Wagner cũng bị Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ được sản xuất bằng thiết bị của Mỹ. Tháng 1 năm 2023, Mỹ coi Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thái cho phép đóng băng mọi tài sản của Wagner tại Mỹ và cấm người Mỹ cung cấp tài chính, hàng hóa hoặc dịch vụ cho nhà thầu quân sự này. Các nghị sĩ của Mỹ đang thúc đẩy chính quyền Tổng thống Joe Biden coi Wagner là tổ chức khủng bố. Theo hãng thông tấn Anadolu, Warner phải đối mặt với nhiều tranh cãi và chỉ trích, bao gồm việc Liên minh châu Âu và Ukraine áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhà tài việt Brikosin vì phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine trong năm qua. Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại pháo đài Ba Mất Giới chức quốc phòng Nga khẳng định, mặt trận Ba Mất vẫn đang diễn biến hết sức khốc liệt. Trong một phát biểu vào ngày 1 tháng 3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu quân sự tư nhân qua của Nga, cho biết lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Ba hiện có quân số lên tới hơn 10.000 người. Lực lượng này đang nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine trước sức tấn công của Nga. Ông Prigozhin nói, Quân đội Ukraine đang điều động thêm binh sĩ dự bị tới Bakhmut nhằm bảo vệ thành phố này với tất cả sức mạnh của họ hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang phản kháng mãnh liệt. Những trận giao tranh đẫm máu đang diễn ra tại đây hàng ngày. Những trận giao tranh trên được cho là đã gây thiệt hại tương đối nặng cho phía Ukraine. Trong một phát biểu hôm 1 tháng 3, ông Igor Kimakovsky, cố vấn cho nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, nhận định nhiều đơn vị thiện chiến của Ukraine đã mất tới 70% quân số tại Bakhmut. Ông Kimakovsky cho hay, nhiều đơn vị của đối phương đã mất tới 70% sức chiến đấu. Họ đã phải rút lui để tái tổ chức lực lượng. Ông cũng xác nhận mọi con đường nối Bakhmut với các vùng lãnh thổ khác của Ukraine hiện đã nằm trong tầm hỏa lực của quân đội Nga. Moscow kỳ vọng sự phong tỏa này sẽ nhanh chóng cắt đứt mọi sự chi viện cho Bakhmut từ bên ngoài. Các lực lượng thân Nga tại Donetsk hiện đang đẩy nhanh tốc độ tấn công nhằm sớm kiểm soát pháo đài Bakhmut của Ukraine. Trong những ngày qua, công ty Wagner được cho là đã điều động thêm nhiều binh sĩ với kinh nghiệm trận mạc dày dặn tới mặt trận này. Phía Ukraine đồng thời cáo buộc Nga đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng vũ khí hạng nặng nhằm vào Patmos gây ra thương vong lớn. Ông Sherevati thừa nhận, đối phương đã tiến hành 209 vụ tấn công bằng liệu pháo, pháo phản lực phóng loạt, súng phun lửa và không kích nhằm vào Patmos Hỏa lực dồn dập của quân đội của Nga đã khiến cho tình hình của lực lượng phòng thủ Ukraine bên trong thành phố Ba Mất gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những phát biểu gần đây, các chỉ huy quân sự của Ukraine vẫn khẳng định các binh sĩ của nước này tại Ba sẽ chiến đấu cho đến cùng. Ukraine tuyên bố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chuẩn bị phản công lớn. Ukraine đã vượt qua mùa đông, giai đoạn mà họ cho là khó khăn nhất khi Nga ồ ạt tập kích tên lửa vào hạ tầng năng lượng. Phóng viên Nika Melkoserova của Politico cho biết, vào ngày 1 tháng 3, đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân ở Ukraine. Nói cách khác, Ukraine đã vượt qua những tháng mùa đông băng giá, ngay cả khi Nga liên tục tập kích tên lửa diện rộng, phá hủy khoảng một nửa hạ tầng điện của Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal hôm 28 tháng 2 bình luận, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông, tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúng ta đã vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng, các hộ gia đình được sợi ấm. Ông cho biết Ukraine không còn tình trạng thiếu điện 17 ngày liên tiếp. Ông khẳng định Ukraine sẽ không thiếu hụt điện trong tương lai gần nếu như không còn bị tập kích tên lửa diện rộng. Thủ tướng Sumihan cho hay, trong tương lai, Ukraine không chỉ khôi phục những gì đã bị phá hủy, mà còn hiện đại hóa, giúp hệ thống năng lượng của đất nước an toàn hơn. Ukraine vừa trải qua những tháng mùa đông được cho là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh mất điện giữa thời tiết băng giá. Khoảng một nửa hạ tầng điện của Ukraine bị phá hủy, cũng gây khó khăn cho công tác hậu cần phục vụ cho tiền tuyến như làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy quốc phòng. Giới chức Ukraine tin rằng họ có cơ hội đẩy lùi quân xâm lược Nga nếu vượt qua giai đoạn mùa đông thách thức. Cô đội nước này đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn vào mùa xuân này nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, ông đã hợp với các tư lệnh quân đội để thảo luận tình hình và bàn kế hoạch phản công. Theo Phó Cục trưởng Cục tình báo quân sự của Ukraine, Vadim Skibitsky, cuộc phản công mùa xuân này sẽ hướng tới chia rẽ bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ông cũng tiết lộ, mục đích của cuộc phản công là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, trong đó có Crimea. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi khôi phục biên giới năm 1991. Do chuyên gia nhận định, nếu Ukraine giành lại các thành phố như Melitopol hoặc Mariupol và chia cắt Crimea với các vùng Nga kiểm soát ở Donetsk, điều này sẽ khiến quân đội Nga gặp khó khăn trong việc tiếp tế hậu cần và tăng cường lực lượng tới bán đảo Crimea. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inak cho biết, hiện nay nga chủ yếu tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái để làm cản kiệt tên lửa phòng không của ukraine do vậy yếu tố quan trọng nhất với kế hoạch phản công của khiêm lúc này là tốc độ viện trợ khí tài của phương tây đặc biệt xe tăng và đạn pháo video đoàn xe bọc thép của nga bị lính dù ukraine phục kích tiêu diệt bằng tên lửa javelin theo Daily Mail, đoạn video mô tả đoàn xe bọc thép của Nga bị lính dù Ukraine phục kích bằng tên lửa Javelin cho thấy Nga đang đẩy mạnh bao vây thành phố Ba Mất, trong khi các lực lượng của Kiev tiếp tục phòng thủ quyết liệt. Video ghi lại cảnh lính dù Ukraine hạ gục một đoàn xe bọc thép của Nga, bao gồm xe tăng và xe bộ binh lội nước, được gọi là BMP, nhờ tên lửa Javelin do Mỹ sản xuất gần Batmob. Đoạn video bắt đầu bằng cảnh một người lính Ukraine ở giữa cánh đồng ở thị trấn Marinka gần thành phố Patmos ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, bắn một trong những tên lửa chống tăng khi tên lửa này nổ tung trên không trung. Các hình ảnh sau đó được ghép từ nhiều cảnh quay trên không do máy bay không người lái ghi lại, cho thấy một số xe bọc thép của Nga phát nổ trên chiến trường. Với mỗi vụ nổ, có thể nhìn thấy một tia sáng nhỏ của tên lửa đang bay tới trước khi nó đâm vào các phương tiện bọc thép thổi tung chúng thanh tân mảng một. Trong một cảnh quay, có thể nhìn thấy một lính Nga hoảng sợ bỏ chạy trước khi tên lửa tấn công mục tiêu. Đoàn phim được lữ đoàn tấn công đường không số 79 của lực lượng tấn công đường không Ukraine đăng lên mạng xã hội hôm thứ Ba. Tổng cộng, 5 xe tăng và 7 xe BMP của đối phương đã bị phá hủy trong trận chiến khốc liệt này. Lữ đoàn cho biết trong một tuyên bố kèm theo video. Bị tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị, lực lượng Nga buộc phải rút lui hãy cùng nhau đi đến chiến thắng, vinh quang cho lực lượng tấn công đường không, niềm tự hào cho Ukraine. Tuyên bố của lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Ukraine nhấn mạnh. Quân đội Nga, bao gồm cả lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner, đang cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của quân phòng thủ Ukraine tới thành phố Mất, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất trong chiến sự giữa Nga và Ukraine nếu bà mất thất thủ, điều đó sẽ mang lại cho Nga chiến thắng lớn đầu tiên sau hơn nửa năm và mở đường cho việc chiếm giữ các trung tâm đô thị cuối cùng còn sót lại ở khu vực Donetsk, một trong bốn tỉnh mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào tháng 9 năm ngoái. Pháo bông cực mạnh ở phía nam Crimea Ukraine tổng tấn công UAV vào vùng đất cấm của Putin. Dialog.ua đưa tin, vào tối thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2023, những vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển Crimea bị chiếm đóng. Sau 20 giờ theo giờ Kiev, cư dân của một số thành phố bắt đầu viết hàng loạt về chúng. Những tiếng nổ đầu tiên bắt đầu phan lên ở Janta. Sau đó, cư dân của Saray, Rosas và Sevastopol đã báo cáo về những vụ pháo bông. Đây là phần phía nam của bán đảo, cách xa nhất vùng lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. tờ Dalat lưu ý ở Bakhmishary một vụ nổ mạnh gần đơn vị quân đội trên phố Severopolskaya. Có lẽ các cơ sở quân sự của liên bang nga trên bán đảo đã bị máy bay không người lái tấn công ồ ạt. Điều quan trọng cần lưu ý là từ Chanta đến các vùng lãnh thổ cho lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát có khoảng cách khoảng 270 km. Trước đó, Dalat.ua đã thông báo về một vụ pháo bông cực mạnh đã xảy ra tại sân bay quân sự ở Kiev, ở Nga. Nga cho biết đã ngăn cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea, khiến 10 UAV bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa. Nga sắp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Moscow nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga song Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Không lâu sau khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Moscow đã kiểm soát các chải đất ở đông nam Ukraine để có thể tạo ra hành lang trên đất liền từ Donbass đến Crimea. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày 24 tháng 2 thông báo nước này đang chuẩn bị vũ khí, thành lập các lữ đoàn tấn công để giành lại Crimea, song không nêu rõ thời điểm phát động tấn công. Giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định, Crimea là mục tiêu quan trọng trong các đợt phản công của họ và tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Điện Kremlin vào tháng trước cảnh báo, Ukraine tấn công Crimea là hành động nguy hiểm, có thể đẩy cuộc xâm lược lên cao và gây ảnh hưởng an ninh châu Âu cũng như toàn cầu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdtnews gmail com Một lần nữa, đội ngũ HD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.